Trong tập trước, Phương Hàn đánh bại Thâm Lam Chi Tử Long Đế, cướp được tự do chi dược của hắn làm của riêng, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếp tục bị đám cao thủ thần tiên tiếp tục quần công không ngớt. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Cẩn thận, Họa Tử Hư sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được Huyễn Ảnh Pháp Vương vừa nói xong lời nói, nguy hiểm cực lớn đã lấp đầy tâm linh của hắn. Tổ Thanh Đình sắc mặt cũng đại biến, thúc giục trùng sinh tiên hồ, bên trong bắn ra ngàn vạn thần quang hóa thành hải dương đao kiếm, ý đồ ngăn cản cái gì đó. Phương Hàn đạo hữu, Huyễn Ảnh Pháp Vương không phải cố ý, ngươi xuống tay lưu tình. Dù sao Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cùng Di Bảo cũng có quan hệ sâu xa, nhưng mà đã muộn. Huyễn Ảnh Pháp Vương tiếng nói còn chưa dứt, ầm ầm, một bàn tay màu vàng phá không chấn động, chỉ một trường đã đem hào quang của trùng sinh tiên hồ xé rách, sau đó chụp lên trên đỉnh đầu của Huyễn Ảnh Pháp Vương. Cử thế đồng bi, Huyễn Ảnh Pháp Vương liên tục giống to, đánh ra sát chiêu, trên bầu trời truyền lại tiếng gào khóc thảm thiết. Ta độc chiếm thần đế, đánh chết thần tộc, lại còn dám dùng ngôn ngữ phỉ báng khinh nhờn ta, tạo hóa không để cho khinh nhờn, ta không để cho phỉ báng, phàm là phỉ báng ta, đều phải tao ngộ gặp hủy diệt. Trên bàn tay màu vàng phát ra thanh âm của Phương Hàn, vỗ xuống một kích, Huyễn Ảnh Pháp Vương đại sát chiêu lập tức đã bị đánh phá, sau đó cả người bị đánh thành một bánh thịt, bị bàn tay màu vàng chụp lên bầu trời, bay vào thân thể Phương Hàn. Phương Hàn đứng thẳng trong không trung, phía trên 9 tầng trời xanh, độc chiến thần tộc, nhưng mà còn có dư lực nghe được Huyễn Ảnh Pháp Vương phỉ báng, một kích đánh xuống, giết chết cường giả thiên tiên cự vô bá này, uy phong quả thực là không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung. A, Huyễn Ảnh Pháp Vương bị đánh chết, thân tử đạo tiêu, cũng bởi vì hắn âm thầm nói xấu một câu với Phương Hàn, hắn chết cũng oan uổng, người này thật bá đạo. Tổ Thanh Đình trưởng môn, ta đây là vì Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thanh lý môn hộ, có người như Huyễn Ảnh Pháp Vương, sớm muộn sẽ mang đến cho môn phái các ngươi đại họa sát thân. Thanh âm của Phương Hàn một lần nữa cuồn cuộn mà đến, sau đó thân thể của hắn xông lên trên, mặc kệ những người Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này, mà là toàn lực công sát đại quân thần tộc, hắn công kích mênh mông vô bờ, đánh chết hướng về phía các thần đế. Những thần đế kia giận tím mặt, mỗi một thần đế đều đánh ra thần tộc tuyệt sát thuật. Cùng lúc đó, thông đạo hư thần giới đã hoàn toàn mở ra, cổ thiên ma, đại quân thần tộc cuồn cuộn không ngừng ra, vô số thần vương, thần hoàng ngưng kết thành đại trận, có thể đủ diệt sát tiên nhân, vô số pháp bảo, hội tụ thành nước lũ, trực tiếp đánh về phía bản thể Phương Hàn. Đại chiến kinh thiên động địa, một kích này của Phương Hàn đã bị ngăn cản xuống, tuy rất nhiều thần tộc như mưa rơi xuống dưới, nhưng thần đế lại một người cũng không có bị đánh chết. Ngược lại là trong hư thần giới, truyền lại đến lực lượng cổ lão, đem trưởng lực Phương Hàn đánh tan rã. Quỷ phủ thần công, rất nhiều thần hoàng, thần đế thi triển ra đại tiên thuật quỷ phủ thần công, trong khoảng thời gian ngắn, vô số thần phủ cực lớn ngưng kết mà thành, hướng về phía Phương Hàn chém giết tới. Bầu trời hàng vạn triệu phủ đầu, quỷ phủ thần công, điều chắc tự nhiên, quay chung quanh tiền đạo cương khí ở quanh thân Phương Hàn không ngừng chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số thời gian không gian đều bị hủy diệt, bầu trời chỉ còn lại bóng dáng của phủ đầu. Đại tiên thuật quỷ phủ thần công như nước lũ, có một số thần đế như Thiên Hoàng thần đế tu vi cũng không dưới Tích Hương Trường Không Phật, Thâm Lam Chi Tử Long Đế, đại tiên thuật quỷ phủ thần công đều ngưng tụ thành 99 loại tam thiên đại đạo, kinh văn chư thần sáng thế giới ở trong đó, dưới một búa có thể đem đại thế giới đều cắt đứt một bên, hiện tại đều hội tụ chém giết Phương Hàn, uy lực có thể tới cỡ nào. Tuy Phương Hàn lợi hại, nhưng mà cùng với cả thần tộc cuồn cuộn không ngừng chống lại cũng là chuyện không có khả năng. Tốt, đại tiên thuật quỷ phủ thần công, nhưng mà cũng không làm khó dễ được ta. Thân thể Phương Hàn trong dòng lũ của vô số tiên thuật, thân thể chấn động, ngược dòng sông lên, bàn tay chụp tới, che khuất bầu trời, một chưởng đánh ra, trăm ngàn đại tiên thuật quỷ phủ thần công đã bị đánh bại. Sau đó lại một trào, hàng triệu không gian đã bị đánh dẹp, trong đó vô số chiến sĩ thần tộc, thần vương thần tộc, một số thần hoàng tu vi thấp trực tiếp bị đánh bại. Sau đó lại một trào, hàng triệu không gian đã bị đánh dẹp, trong đó vô số chiến sĩ thần tộc, thần vương thần tộc, một số thần hoàng tu vi thấp trực tiếp bị đánh dẹp, biến thành trường sinh đạo quả, một lần nữa thu vào trong thân thể. Muốn chết, nơi thần đế tụ tập, Thiên Hoàng thần đế nhìn thấy tổn thất thảm trọng, đột nhiên thân thể khẽ động, cả thân thể khổng lồ, trực tiếp hàng lâm đạt tới bên người Phương Hàn, lại thi triển ra đại na di thuật, sau đó một trường đánh ra, thủy tổ thánh quyền tam đại sát chiêu toàn lực triển khai. Thiên Hoàng thần đế, Phương Hàn không chút nào sợ, Chu Thiên Nghi hơi xoay chuyển, đã suy tính ra sinh mệnh lực của thần đế này cũng với một số lại lịch vụn vặt, con của ngươi gọi là Hoang Hao Ngục, ý đồ cướp đoạt hỗn loạn huyết nhục nguyên thai, cũng muốn tu luyện tới thần đế, nhưng lại bị ta đem toàn bộ thủ hạ bắt lấy. Nhưng mà con của ngươi chạy trốn, ta hôm nay gặp ngươi vừa vặn trảm thảo trừ căn, vậy ngươi tự thử xem. Bố trí đại trận, khóc cứu thánh ma, khóc tù thánh ma, khóc cốt thánh ma, khóc kiều thánh ma, chín khóc thánh ma bố trí thiên địa hào khóc đại trận. Thiên Hoàng thần đế vừa động,
sau lưng xuất hiện 9 thanh đại kỳ, phía trên mỗi một thanh đại kỳ đều phong ấn một thánh ma. 9 thánh ma này bên người vô số thiên ma vờn quanh, mi tâm mỗi một thiên ma đều có một tiêu chí hình phủ đầu, lại là thần tộc chế tạo của thiên ma. 9 thánh ma đều là cấp bậc thiên tiên, cho nên gọi là thánh ma. 9 thanh đại kỳ cũng không phải pháp bảo, mà là bổn mạng tinh hoa của 9 thánh ma, cũng dẫn đầu hàng tỷ thiên ma ngưng kết mà thành ma kỳ, là một môn trận pháp, kỳ môn độn giáp ma đạo, thiên địa hào khốc đại trận. Thiên hoàng thần đế tay chụp một cái, 9 thanh đại kỳ cũng 9 thánh ma trên mặt mãnh liệt bay lên, khi hạ xuống đã đem Phương Hàn vây khốn vào trong đó. 9 thánh ma diện mục đều tự phát ra thần sắc dữ tợn, muốn nhào lên đem Phương Hàn cắn nuốt sạch. Vây khốn ta, bố đại trận! Phương Hàn thét dài, si tâm vọng tưởng, ta là thượng thiên, diệt ma giết thần. Hắn thét dài một tiếng, phong vân động, quần tinh rơi, vạn giới chấn động. Trưởng hắn quét ngang, đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, quyền pháp đánh tới đâu, ở đó liền biến thành hư ảo. Phiên thiên chi thủ ấn, cái thiên chi kích, một trưởng đánh ra, lập tức 9 thanh đại kỳ bị dẫn động, ma khí trên mặt đều biến thành chân long, cưỡng chế lôi kéo tiến nhập trong cơ thể Phương Hàn. Nguyên thủy tổ ma khí, Phương Hàn một lần nữa khẽ đảo bàn tay, trên mặt cuồn cuộn ma khí kích xạ ra, biến thành hư ảnh nguyên thủy tổ ma, chụp lên một chảo, khóc cứu thánh ma, khóc tù thánh ma, khóc cốt thánh ma, khóc kiều thánh ma. 9 đại thánh ma trông thấy khí tức nguyên thủy tổ ma, giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, đều hiện ra thần sắc sợ hãi. Phương Hàn một lần nữa bước ra một bước, quyền pháp cương mãnh, thân thể đánh như tiên giới tiên sơn chi vương trực tiếp đã kích, ầm ầm, khởi nguyên thần quyền, 9 đại thánh ma toàn bộ đều bị chấn vỡ ra, biến thành từng đạo ma vân màu máu, cổ thiên ma dưới trướng bọn họ ngưng tụ thành đại kỳ, bỗng chốc không biết bị đánh chết bao nhiêu. Thu cho ta, thôn thiên khí. Phương Hàn hai tay vẽ một vòng tròn, một cỗ nguyên khí hình thành cái miệng lớn như bồn máu, cái miệng lớn như trời, đã đem 9 thánh ma cùng vô số cổ thiên ma đều cưỡng chế nuốt vào. Một chiêu trong đó, thiên địa hào khốc đại trận tan rã, tân tân khổ khổ nuôi dưỡng 9 cổ thánh ma bị bắt, toàn bộ thu vào trong túi Phương Hàn. Phương Hàn còn chưa đủ, thân thể thẳng lên, thôn thiên kình biến thành phá thiên sát đánh ra ngoài, phong tỏa đường lui hậu tuyến của thiên hoàng thần đế. Thiên hoàng thần đế lập tức hướng lên trên, Phương Hàn tự do chi dực vỗ, người thoáng cái xuất hiện ở đỉnh đầu thiên hoàng thần đế, đánh ra cái thiên thánh pháp xuống phía dưới. Bốp, thiên hoàng thần đế bị một kích này, đầu cũng nổ tung ra. Trong thần tộc, thần đế tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng thiên hoàng thần đế đó không phải đối thủ của Phương Hàn, bị Phương Hàn trong một chiều đã thu lấy thiên địa hào khốc đại trận, còn bị đánh vỡ đầu, thần vực không gian đều bị hủy diệt phá hoại. Phương Hàn hung thần ác sát như thế, làm cho rất nhiều thần đế thần tộc, thậm chí là còn có một ít cổ lão đại thế giới Phật giới, long giới âm thầm nhìn xem, ánh mắt trở nên cổ quái, hoặc là nói là bị hoàn toàn làm cho kinh sợ. Thần tiên vốn sẽ không thể thi triển ra toàn bộ lực lượng, trừ khí là có bí pháp nào đó che giấu, nhưng như vậy cũng chính là cực hạn, đạt tới huyền tiên, nhất cử nhất động căn bản không thể phát huy ra uy lực, hơi một chút tiết lộ là phi thăng. Mà Phương Hàn hiện tại giai đoạn thiên tiên, có thể không kiêng nể gì thi triển ra lực lượng, bởi vì thiên tiên pháp tắc còn không đủ để thúc giục tiên giới quy tắc tiến hành tiếp dẫn, mà thực lực của hắn hiện tại lại có thể một trưởng vỗ chết cường giả thần tiên đỉnh phong, huyền tiên không ra, không ai có thể cùng hắn tranh phong. Nói cách khác, hắn ở thế tục hầu như là vô địch. Thoáng cái tấn thăng làm thiên tiên, hắn mỗi một lần ra tay đều làm cho người ta kinh hãi. Đầu tiên là đập dẹp Tích Hương Trường Không Phật, trực tiếp luyện hóa, sau đó đánh Phật giới, lại trực tiếp đem Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Huyễn Ảnh Pháp Vương giết chết, luyện hóa, cuối cùng xông lên bầu trời. Sau khi đánh chết vô số thần tộc, đối kháng Thiên Hoàng Thần Đế, vẫn là ba quyền hai cước, đánh nổ đầu hắn, đồng thời đem 9 đại thánh ma nhét vào trong túi. Thần uy liên tiếp này khiến cho rất nhiều nhân vật cổ lão đạo môn tiến nhập huyền hoàng đại thế giới, đối kháng thần tộc cũng nhìn thấy rõ ràng, người người trong lòng nổi lên hàn ý. Thiên Hoàng Thần Đế, người cũng không đường có thể trốn. Phương Hàn một quyền đánh vỡ đầu Thiên Hoàng Thần Đế, tay một lần nữa biến hóa ra hư ảnh tam thập tam thiên, đã muốn đem Thiên Hoàng Thần Đế trực tiếp luyện hóa. Nhưng mà rất nhiều thần đế nhìn thấy Thiên Hoàng Thần Đế nguy hiểm, đột nhiên ra một quyền thì triển ra các loại tiên thuật oanh kích mà đến, long trời lở đất, trời cao hỏa vũ, khắp nơi đều là thần lực bành trướng, cả thiên địa trong đó thần lực lại có thể ngưng tụ thành trạng thái dịch thần thúy đem người bao phủ. Thần kiếp chi thủy, rất nhiều thần đế thần hoàng liên thủ phát khởi đại trận, đem thần chi lực chuyển hóa làm thần kiếp chi thủy, ý đồ thủy khắp huyền hoàng, thiên hà đứt gãy, thần kiếp chi thủy cuồn cuộn đổ xuống, cả hải dương huyền hoàng đại thế giới lập tức toàn bộ hóa thành hư ảo, ngàn vạn ức triệu sinh linh trong tích tắc đều biến thành hư ảo, phá vỡ một đại thế giới, bản tính hung tàn của thần tộc rốt cục hiện ra. Phương Hàn, đây là thần kiếp chi thủy, lực lượng căn bản tất cả thần tộc phát động, liên tiếp đạt tới xa xôi hư thần giới,
đã từng thượng cổ tam hoàng đều bị vây ở trong thần kiếp chi thủy này, nhanh chóng lui về phía sau, nhập vào ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới thanh âm lung linh tiên tôn truyền đạt ra. Từ khi lung linh tiên tôn đem thâm lam chi tử đánh chết, cũng không có ra tay, tựa như là đang luyện hóa thân lam chi tử. Lần này phát ra âm thanh, trong tiếng ầm ầm, phía sau nàng xuất hiện thần thể thâm lam chi tử long đế, bị nàng luyện chế thành thủ hộ. Thiên tài chiến đấu long tổng này, sau khi bị nàng luyện hóa, cũng không có mất đi sức chiến đấu, ngược lại là chiến lực cường hoành hơn rất nhiều, cũng không biết là chiếm được tiên thuật gì của lung linh tiên tôn quán chú pháp lực, tự do chi dực, thần kiếp chi thủy, cũng làm khó dễ không được ta. Phương Hàn hung uy bừng bừng phấn chấn, đối mặt rất nhiều thần đế tiến công, tay liên tục chụp tới, đem thần kiếp chi thủy bức mở ra, cả người giống như thiên ý hàng lâm, bao trùm cả thân thể nghiền nát của thiên hoàng thần đế, trực tiếp nhất tiến nhập thân thể của mình, sau đó luân phiên lui về phía sau, phát ra giống giận rung trời, nương theo thét dài, Phương Hàn ta thế gian vô địch, chém giết thần đế, các vị đạo môn cao thủ, nếu có tâm, cùng tạo hóa môn ta liên hợp, cùng chống với thần tộc đại kiếp nạn. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn lại hạ xuống, cùng lung linh tiên tôn đứng cùng một chỗ, một lần nữa đánh ra ngàn vạn thánh quang, đó chính là Phương Hàn độ hóa tể chân quân đại dịch giáo, thiếu chút nữa đem Chu Thiên tiên tôn đánh cho chết. Không sai, hắn chính là Phương Hàn, đại dịch giáo chúng cha còn muốn điên cuồng trả thù hắn, nhưng mà hiện tại xem ra, cũng phải cách xa người này chút. Thần uy của hắn, không thể ngăn cản, một đám cao thủ cổ lão đạo môn mới vừa tiến vào huyền hoàng đại thế giới, đã nhìn thấy thủ đoạn kinh thiên của Phương Hàn, đều ngẩng cao đầu nhìn lên tồn tại độc chiến thần tộc. Đây là cao thủ đại dịch giáo, yêu khí phân thân, một đám yêu ma cũng vượt qua thời không vô cùng mà đến. Trong số đầu lĩnh mấy yêu tộc tiên nhân có một nữ tử mặc y phục màu tím, nữ tử này nhìn Phương Hàn, tán thưởng nói, cái thế anh hùng, không thể chống lại, tử thánh. Chúng ta một trong chính là thập đại yêu tổ của tổ yêu chi, tu luyện mấy trăm vạn năm, xem thấu phong vân biến huyễn, nhật nguyệt vận chuyển, đại đạo bành trướng, chưa từng có ai được người thừa nhận như thế. Bên người nữ tử áo tím này, một nam tử nho nhã tao nhã nói, nam tử này là một yêu quái, nhưng mà đã sớm tu thành tiên nhân, hơn nữa siêu việt thiên tiên, là một trong 10 vị lão tổ tông yêu tộc tổ yêu chi địa. Loại cự yêu này, thật sự là xem thấu thế gian hóa nở hoa tàn, năm tháng dài dằng dặc, không quan tâm hơn thua. Thật là cái thế anh hùng, chiến Phật, chiến Long, chiến Thần, chiến Tiên, chiến Thiên, thiên địa anh hùng ai có thể chống lại. Lại là nữ tử lão tổ tông yêu tộc y phục màu vàng nhạt nói, tổ yêu chi địa chúng ta tiến nhập huyền hoàng đại thế giới, cũng là nhận được tiên giới phù chiếu, đối kháng thần tộc, sớm muộn có một ngày, chúng ta cũng sẽ phi thăng. Nếu như lần này có thể hoàn thành những gì trên tiên giới phù chiếu nói, chiếm được công lao thật lớn, phi thăng đạt tới tiên giới cũng sẽ không lọt vào kỳ thị, thậm chí có thể tìm được quyền thế thật lớn. Chúng ta thủy chung muốn phi thăng thiên giới, lần này không biết phải làm sao bây giờ. Một yêu tộc lão tổ tông thân như tháp sắt nói, nhìn xem tình huống, tiên giới phù chiếu là muốn đối phó người gọi là Phương Hàn này, nhưng mà hiện tại xem ra, Phương Hàn này căn bản không phải cùng chúng ta đủ khả năng đối phó được. Lại một pho lão tổ tông yêu tộc nói, đi, chúng ta tiến vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới, cái này mặt ngoài khẳng định thủ không được, Phương Hàn có lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, dù sao không phải Hồng Mông đạo nhân, không có khả năng dùng lực lượng một người chống lại cả thần tộc. Hừ, người của Vạn Yêu Cốc cũng tới, người của Tổ Ma Thần Giáo cũng đã tới. Một nhóm người này tiến nhập chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới có không gian vô cùng, ở chỗ sâu trong cũng có huyền diệu vô cùng. Thần tộc nhiều nhất chỉ có thể chiếm cứ mặt ngoài, sau đó bố trí đại trận, luyện hóa tòa đại thế giới này, thanh tế viễn cổ thế giới này một lần, sau đó đánh xuyên qua đạt được tiên giới thông đạo. Trong quá trình thần tộc luyện hóa huyền hoàng đại thế giới, thất phù, tam khố, nhất bí tàng những bảo khố ẩn tàng này, một hồi đều che giấu không được, sau đó lao tới, lúc này, để xem ai có thể cướp lấy chiếm được, ở trong đại kiếp tìm được đủ chỗ tốt. Phút trước khi thần tộc đại kiếp nạn hàng lâm, không biết bao nhiêu viễn cổ đạo môn, thế lực các đại thế giới, đều tiến nhập ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Thiên giới rất nhiều thế lực, cũng hàng lâm xuống phủ chiếu, như bông tuyết vậy. Phương Hàn cũng nhìn thấy một màn này, trong hắn cảm giác của hắn vô số cao thủ đạo môn phá không mà đến, đều tiến nhập ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Không có một người nào của thế lực lớn đạo môn cùng thần tộc trên bầu trời đối kháng, chỉ có một mình hắn, một mình nhảy vào trong đại quân thần tộc, chém giết bốn phía, nhưng mà hắn cũng không có tâm tư cùng đại quân thần tộc liều mạng, mà là muốn hết khả năng đánh chết thần tộc, luyện chế càng nhiều thần thông quả, trường sinh quả, thậm chí là tiên quả, thần đế tương đương với tiên nhân, sau khi bị đánh chết, cũng có thể bị hoang thần chi thi thế giới chi thụ luyện chế thành tiên quả, có thể đem nhân vật chân tiên trường sinh thập trọng đại viên mãn tăng lên đạt tới cảnh giới thiên tiên. Thần thông quả, nhiều thần thông quả, riêng ở trong tam thập tam thiên thế giới, nhìn thấy Phương Hàn không ngừng đánh chết thần tộc, thần thông quả như mưa rơi xuống, chống chất như núi, thiếu chút nữa hưng phấn toàn thân bùng nổ.
Tuy những trái cây này hắn nuốt cũng không có bất luận tác dụng gì, nhưng mà hắn nhìn thấy tài phú không ngừng gia tăng, cũng cao hứng không biết phương hướng, là thần dữ của điển hình. Ông, một trường sinh quả lại hạ xuống, Phương Hàn hai mắt nghiêm túc, cùng Lung Linh Tiên Tôn sóng vai mà đứng. Hắn sau khi chụp lấy Thiên Hoàng Thần Đế, trong cơ thể thần thông toàn lực vận chuyển nghiền áp, Chu Thiên Nghi đã biến hóa thành tiên khí vận chuyển càng thêm nhanh chóng. Nhưng mà Thiên Hoàng Thần Đế dù sao cũng là thần tộc, thể chế đặc thù, coi như là thế giới chi thụ, trong khoảng thời gian ngắn cũng luyện hóa hắn không được. Phương Hàn, ta chính là thần đế, thần chi đế vương, có thể bị trấn áp, có thể bị đánh bại, nhưng mà ta sẽ không tử vong, ta đã được thần chi bổn nguyên, ta vĩnh hằng bất hủ. Đầu của Thiên Hoàng Thần Đế lại có thể một lần nữa trùng tân tổ hợp lên, chung quanh thân thể của hắn, một vũ trụ quốc độ lại có thể ngưng tụ thành hình. Chư thần quốc độ, chư thần gia trì, chư thần quốc độ, chư thần bất hủ, hắn lớn tiếng hò hét, ý đồ phá không ra, Thủy Tổ thành vương, Thủy Tổ đang ngủ say, ta hướng về phía người thành kính cầu nguyện, ý đồ được người tới từ viễn cổ chúc phúc, ta hướng về phía người tế tự, nguyện ý bỏ qua thần đế pháp tắc, hủy diệt kẻ địch. Tại chư thần quốc độ, Thiên Hoàng Thần Đế đột nhiên quỳ xuống, quanh thân thọ mệnh thiêu đốt, thần đế pháp tắc cũng bắt đầu vỡ tan, tựa như muốn tiến hành một loại tế tự. Phương Hàn trong chớp mắt này cũng cảm giác được, trong thời không vô cùng, có một tồn tại có thể so sánh thiên giới thần giới. Ở trong thần giới, một tồn tại từ khi ở thần tộc đã xuất hiện tựa như hơi chút khẽ động, mở mắt ra. Chỉ cần con mắt mở ra, Phương Hàn có thể tin tưởng cảm giác được, thế giới của mình nhất định sẽ bị xé tan. Tam thập tam thiên chí bảo Chu Thiên Nghi diễn toán, cũng căn bản không cách nào hóa giải. Không ổn, tế tự Thủy Tổ, Phong Bạch Vũ đột nhiên đứng thẳng lên, chư thần hoàng hôn, vẫn lạc thế gian trên người hắn một cỗ khí tức chung kết thánh vương xông ra, lập tức ngăn cách tế tự. Thiên Hoàng Thần Đế trên mặt lập tức hiện hiện ra vẻ khủng bố. Chung kết thánh vương, người chính là Phong Bạch Vũ, chung kết thánh vương ký thác, người là chung kết chi tử, vì sao? Không có vì cái gì, chung kết xuất hiện, đại biểu cho quy về cuối cùng. Phong Bạch Vũ một trường đã công phá chư thần quốc độ Thiên Hoàng Thần Đế. Tốt, Phương Hàn ý niệm hàng lâm xuống, biến thành thẩm phán chi thương, chỉ một kích đã đem Thiên Hoàng Thần Đế đánh trúng nát bấy. Lúc này đây hắn đã triệt để không còn năng lực phản kháng, tất cả nguyên khí tiên đạo pháp tắc đều bị Phương Hàn thoáng cái thôn vệ, mà Phong Bạch Vũ cũng nhận được chỗ tốt không ít. Vinh Thiên Trạc một lần nữa tấn thăng làm tiên khí. Phương Hàn giống to, Vinh Thiên Trạc trong tam thập tam thiên chí bảo chấn động, cùng Chu Thiên Nghi tỏa ra hào quang vạn trượng, tấn thăng làm tiên khí. Phương Hàn lực lượng một lần nữa gia tăng, trên người nhiều hơn một đạo đạo vinh quang tạo thành trường bào, Chư Thiên Vĩnh Quang, toàn bộ gia chỉ tại một thân. Ta quả nhiên lần này trong thần tộc đại kiếp, lấy được ích lợi rất nhiều, nếu cứ như vậy đánh chết xuống, không ngừng luyện hóa, thật là có khả năng đem tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ toàn bộ đều chuyển hóa thành tiên khí. Phương Hàn đã đem Chu Thiên Nghi, Vinh Thiên Trạc đều luyện hóa thành tiên khí, pháp lực một lần nữa tăng trưởng. Vinh Thiên Trạc mang theo Chư Thiên Vinh Quang, gia chỉ ở trên thân thể, biến thành vinh quang trường bào, mang theo khí tức thần thánh vô thượng, làm cho người ta xem mà sinh ra tâm tình kính ngưỡng. Trong tam thập tam chí bảo, hai món đã biến hóa thành tiên khí, Phương Hàn pháp lực lại lần nữa tăng trưởng, đột phá bình cảnh, đạt tới pháp lực 108 thiên tiên liên thủ tổng hợp lại, mỗi một trường bổ ra đều là lực lớn vô cùng. Tự do chi dực ở sau lưng vỗ, cả người càng phiêu hốt bất định, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được hắn. Thần tộc chính là thuốc bổ của ta, hắn chỉ thiên đạp địa, hướng lên chụp lấy, pháp lực kích xạ ra ngoài, lập tức khoảng chừng trên trăm ngàn chiến sĩ thần tộc, thần quân, thần vương tính bằng đơn vị hàng nghìn, còn có hơn 1000 thần hoàng, đều bị một chảo ngưng luyện, thân thể liên tiếp nổ mạnh, sau đó lại biến thành thần thông quả, trường sinh quả, những nơi này rơi vào tiên đạo lục môn, ma đạo ngũ tông. Còn có vài chục đế quốc cư vô bá, dân cư ngàn triệu, đều nhất nhất phân phát xuống, lập tức trong đó vô số thần thông bí cảnh diễn sinh ra, từng đạo phù lục bay lên, từng khối kim đan từ 3000 tòa thế giới bay múa. Lần này, lại có hơn 10 vạn võ đạo tông dự nhục thân cảnh tu thành thần thông bí cảnh, mấy vạn người tu thành bổn mạng phù lục, hơn 8000 người tu thành kim đan. Tốt, vũ hóa môn của ta lại trọn vẹn nhiều hơn 1000 kim đan cao thủ, đám người vũ hóa môn Triệu Thần Dương, Võ Minh Không, Vương Côn Luân cười ha hả. Lòng tràn đầy vui mừng, thần thông quả, thậm chí trường sinh quả đều từ phía trên hạ xuống, vũ hóa môn đương nhiên có thể chia cắt được càng nhiều, thế lực bành trướng e rằng càng lợi hại. Vốn tại Chu Thiên Nghi tiên khí vận chuyển, những thiên nguyên thần phù do thuần dương nguyên khí ngưng kết kia, như bông tuyết bay xuống, bị mọi người hấp thu, tu vi hiệu suất so với bình thường cao hơn gấp trăm ngàn lần, hiện tại tăng thêm thần thông quả, trường sinh quả như vậy, trong bát bộ phù đồ nuôi dưỡng thiên ma, các đại môn phái, các sinh linh tu vi quả thuộc là dung đột nhiên tăng mạnh cũng đều không đủ để hình dung. Giống như Tinh Vân Bảo Bảo, vốn tu vi đã đạt tới hỗn động bí cảnh, đột nhiên Phương Hàn đánh chết một hưu tiên cấp bậc thần tôn, ngưng luyện thành trường sinh quả,
bỗng chốc để cho Tinh Vân Bảo Bảo dùng, hắn lập tức đã đột đạt tới cảnh giới hư tiên, sau đó không ngừng hấp thu thiên nguyên thần phù, thiên kiếp xuyên thấu qua bát bộ phù đồ đánh xuống, bị hắn dùng tinh quang nhất nhất thôn phệ, lại có thể bình yên vô sự. Phá cho ta, Phương Hàn lại nhắm ngay một đại trận do một đám thần hoàng chủ trì, cách không một trường, không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp thái cổ thần sơn đè ép lẫn nhau qua, vài trường sinh thập trọng chân tiên cấp bậc thần tôn, thân thể lập tức đổ mạnh, đại trận gì đều không có tác dụng, bỗng chốc bị kích phá, sau đó bọn họ như trước bị luyện chế thành trường sinh quả, đều đánh vào trong cơ thể đám người Tề Chân Quân, đem sinh tử pháp tắc của bọn họ làm cho càng thêm đại viên mãn, khiến cho bọn họ sau này càng thêm dễ dàng đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Hiện tại, trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn, Di Bảo tu thành thiên tiên, Phong Bạch Vũ tu thành thiên tiên, Si Nhân Vương cũng tu thành thiên tiên. Mặt khác, hắn đánh chết Thiên Hoàng Thần Đế đem chín đại thánh ma hắn nuôi dưỡng, Khốc Cứu Thánh Ma, Khốc Tu Thánh Ma, Khốc Cốt Thánh Ma, Khốc Kiều Thánh Ma, toàn bộ đều hàng phục, những thánh ma này đều là cổ thiên ma cấp bậc thiên tiên. Nói cách khác, Phương Hàn hiện tại tổng cộng có 12 đại thiên tiên, thực lực đã không sai biệt lắm có thể so sánh với những thượng cổ đạo môn cực vô bá như Thái Thượng Cửu Thiên, Thiên Nhai Phái. Chỉ có điều, những đạo môn thượng cổ cực vô bá này, sau lưng còn có một số lão ngoan đồng che giấu không ra, Phương Hàn không có nội tình như vậy, nhưng ít nhất biểu hiện ra, đã có thể cùng những đạo môn này chống lại. Hơn nữa Phương Hàn hiện tại thực lực bản thân đã tương đương với một lão ngoan đồng. Ngẫm lại, hắn ngay cả cao hủ cấp bậc thần tiên cũng đều có thể một trường đập dẹp luyện hóa, một số lão ngoan đồng cũng chưa hẳn có thể làm được. Không được, Phương Hàn này thật sự là quá hùng mãnh, hơn nữa trên người hắn có khí tức thế giới chi thụ, thậm chí đem hoang thần chi thi của bản vũ tiên tôn luyện chế chuyên môn khắc chế thần tộc chúng ta cũng chân chính luyện hóa. Tiếp tục như vậy, chúng ta tổn thất thảm trọng một thần đế nói. Không sao, hắn sẽ chết, thần đế càng lợi hại hơn, sẽ phá không mà ra. Một đoàn thần đế trông thấy Phương Hàn bàn tay mãnh liệt chụp tới, vô số thần tộc chết oan chết uổng đều bị luyện hóa, không khỏi mười phần tức giận, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên đánh, bởi vì khi Phương Hàn vận động, sau lưng một đạo bóng dáng màu lục phá không xông ra, trưởng thành là một tòa đại thụ che trời. Tòa đại thụ này cao lớn trên trăm ngàn dặm, tiến vào trong tầng mây, vô số bộ rễ đều xâm nhập hư không, tựa như cùng tiên giới câu thông. Gốc đại thụ này, hàng tỷ cành lá, khắp nơi loạn xoạt, như cánh tay thần Phật, vươn tới đâu, thần tộc ở đó bắt đầu nổ mạnh, sau đó nguyên khí bị thu nạp, ở trên nhánh cây ngưng tụ thành một quả trái cây. Cho dù thần kiếp chi thủy hung mãnh, cũng rất giống như là thuốc bổ của cái cây đại thụ che trời này, bị hút vào bên trong khiến cho cành lá càng thêm tươi tốt, một cỗ nguyên khí tinh thuần xông ra, khiến cho Phương Hàn càng thêm sinh long hoạt hổ. Thế giới chi thụ, chuyên môn khắc chế thần tộc, thần kiếp chi thủy vốn là kiếp thủy vô cùng ác độc, người tu đạo chỉ cần nhiễm một chút là toàn bộ hòa tan. Mà sau khi bị thế giới chi thụ đi vào, lại có thể hóa thành trường sinh chi thủy kỳ diệu nhất trong thiên địa, cho người tu đạo uống một chút thì có căn cơ tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Hoàng thần chi thi, toàn lực vận chuyển, hóa thành thế giới chi thụ, thu nạp thần tộc. Phương Hàn lúc này tu luyện đạt tới cảnh giới thiên tiên, có thể tính là có thể chân chính vận dụng sức mạnh của hoàng thần chi thi. Hoàng thần chi thi được xưng cánh cổng của lực lượng, được bản vũ tiên tôn hạ lên đó bổn nguyên thuật tuyệt đỉnh huyền bí, dùng thiên tiên pháp tắc thúc động, bốn phía tán phát ra ngoài. Trong bát bộ phù đồ tam thập tam thiên thế giới đều tràn đầy sinh cơ, trong lục quang tràn ngập, tinh bích hệ đều có một loại óng ánh như bích lục phỉ thúy. Hơn nữa từng thế giới tinh bích hệ cũng bắt đầu hấp thu tiên giới nguyên khí. Nói cách khác, hiện tại 3.000 thế giới đều có thể tự động hấp thu tiên giới nguyên khí, cùng thiên giới có một loại liên lạc chặt chẽ. Phương Hàn một trường đánh ra, trăm ngàn thần tộc chiến sĩ hóa thành bánh thịt, mà thế giới chi thụ sau lưng càng uy mãnh, ngàn vạn nhánh cây kéo dài ra ngoài, nhô lên cao quét ra, những thần tộc kia đều bị kéo nhập vào trong đó, lại có thể cùng tốc độ diệt sát của Phương Hàn tương xứng. Phong Bạch Vũ đứng ở bên thế giới chi thụ, hắn cũng có đặc tính thần tộc, nhưng một chút cũng không chịu thế giới chi thụ khắc chế, ánh mắt phức tạp, cũng không có ra tay, tựa như là đang đợi cái gì. Đột nhiên trong lúc đó, hắn biến sắc, Phương Hàn, trong hư thần giới, một lần nữa có cao thủ vượt qua thời không mà đến, chúng ta ẩn tàng vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới đi thôi. Nếu không lực lượng chúng ta, không có khả năng đối kháng với cả thần tộc mà ngay cả tiên giới cũng không làm gì được lực lượng của thần tộc. Hắn tiếng nói vừa mới dứt, đã vang lên tiếng ầm ầm, một hắc động khoảng chừng cả triệu dặm xuất hiện ở trên đỉnh đầu Phương Hàn, một tồn tại cường hoành liên tiếp vượt qua mà đến. Đầu tiên xuất hiện là vài thánh ma cảnh giới thần tiên, những thánh ma này hiển nhiên là cổ lão ma tộc quân vương thần tộc chế tạo, khí tức đờ đẫn nhưng cường hoành có thể xé rách chư thiên, khí tức ma diệt nhân gian truyền lại. Cùng lúc đó, từng tòa thiên địa ma môn bị mở ra, thiên địa ma môn này quán thông không phải vực ngoại thiên ma cảnh mà là thiên ma thần tộc nuôi dưỡng, chế tạo thiên ma trong vũ trụ. Liếc nhìn qua, trong hàng tỷ thời không song song, toàn bộ đều là thiên ma,
cường đại ma thần, thánh ma. Sau đó những thánh ma này tại thần tộc đại đế thống trị, toàn bộ bay vọt ra, đông nghịt một mảng lớn, quả thực là không cách nào hình dung số lượng. Phương Hàn vào trước kia, nghe nói đại quân thần tộc xâm lấn là 800.000, nhưng mà giờ đây, đâu chỉ 800.000, quả thực là 800 triệu mới đủ để tính toán. 800.000 thần tộc ban đầu chẳng qua là tiên phong dò đường mà thôi. Một thần đế cổ lão mà cường đại xuất hiện ở trong tầm mắt cầu Phương Hàn. Thần đế này, khuôn mặt lãnh khốc, tựa như máy móc, trên đầu đội mão bằng xương, tựa như công kê. Trong tay hắn có màng thị, 9 đầu ngón tay, mang theo khí tức đại thống trị giả. Hạo Thiên thần đế đến đây, đây là Hạo Thiên thần đế. Rất nhiều thần đế xem ra thần đế xuất hiện, đều lập tức bay lên, phát ra tiếng ca ngợi liên tiếp, tựa như thần đế này ở trong thần tộc địa vị rất cao. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng căn bản không cách nào phỏng đoán, tùy ý vừa xuất hiện, nhìn về phía Phương Hàn, một tay mãnh liệt hướng xuống, thế giới chi thụ sau lưng Phương Hàn rất nhiều cành lá cũng bắt đầu sụp đổ. Sau đó, trong miệng hắn ngâm sướng ra thanh âm chúc phúc, một cỗ hào quang chúc phúc khuếch tán ra ngoài, tràn ngập cả đại quân thần tộc, thậm chí khắp cả huyền hoàng đại thế giới, còn có vực ngoại tinh không đều có chúc phúc chi lực của hắn. Chư thần chúc phúc, dưới hào quang chúc phúc bao bọc, vô số thần tộc lực lượng đột nhiên gia tăng gấp 10, ví dụ như một thần hoàng vạn thọ cảnh, cuồng bạo lên, trọn vẹn so ra vượt bất tử thân, trường sinh thập trọng thần tôn, lại có thể so ra vượt cả thiên tiên. Những thần đế kia, càng hát lên văn tự chư thần chúc phúc, văn tự thần tộc, tràn ngập về phía không trung. Trong hư thần giới, vô số cổ lão thần tộc, cũng đều ngâm sướng, hào quang chúc phúc càng lớn từ trong đó lan tràn ra, mỗi một chiến sĩ thần tộc bình thường, trên người đều dài ra xương nhọn, gai xương thể hiện ra nhan sắc vàng tím, giống như con nhím vậy. Phương Hàn, mau lui, đây là trong thần tộc hư thần giới, vô số lão thần đế phát động chư thần chúc phúc, phàm là chiến sĩ thần tộc được chúc phúc, pháp lực cuồng bạo, uy lực tăng lên gấp 10, chúng ta nhanh chóng lùi thôi. Lung Linh tiên tôn cũng biến sắc, Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được, quanh thân mình áp lực tăng lên gấp 10, Hạo Thiên thần đế vừa xuất hiện, một chưởng chụp xuống, uy lực thậm chí còn ở trên xa trung ương đại đế, nhưng mà hắn biểu hiện ra vẫn là thần tiên cảnh giới, không biết vì sao. Tựa như là tiên đạo pháp tắc trong cơ thể đã bị phong ấn. Nhưng mà, Hạo Thiên thần đế này, cảnh giới thật sự tuyệt đối không phải thần tiên cảnh giới, mà là rất cao. Bởi vì Phương Hàn cảm giác được pháp lực của mình dễ dàng sụp đổ. Chư thần chúc phúc, quả nhiên lợi hại, ta tới xem một cái. Trong thần hư giới, rốt cuộc có đại nhân vật nào? Phương Hàn tự do chi dược vỗ, tung bay lập lòe, chỉ hạ xuống đã tránh qua Hạo Thiên thần đế đánh tới. Sau đó cả người cùng Lung Linh tiên tôn cùng một chỗ, bay vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Không ở mặt ngoài huyền hoàng đại thế giới, từng tòa hải dương toàn bộ đều bị phá hủy, từng tòa thượng cổ di tích toàn bộ đều bay lên, thậm chí man hoang thần miếu cũng triệt để tan vỡ, dưới thần kiếp chi thủy bao phủ không còn tồn tại. Phương Hàn quen thuộc huyền hoàng đại thế giới, biển cát sa mạc, thảo nguyên, cánh đồng tuyết, man hoang nguyên thủy rừng rậm, tất cả cảnh vật toàn bộ đều bị phá hủy không còn tồn tại, cả huyền hoàng đại thế giới đã bị một hồi tận thế tẩy trừ, cũng chỉ có thần tộc mới có năng lực phá hoại như thế. Trong lúc Phương Hàn tại cùng Lung Linh tiên tôn lui về phía sau, ánh mắt toàn lực mở ra, nhìn về phía hư thần giới, đã thấy được toàn bộ đều là thần chi lực, chư thần quốc độ vô cùng vô tận, liên tiếp thành một mảng, rất nhiều thần đế cổ lão, thân thể cao lớn, tại hư trong thần giới ngồi ngay ngắn, ngâm sướng ra khỏi từng câu thơ ca, phát ra chúc phúc chi lực, không biết bao nhiêu cấp bậc thiên tiên, cấp bậc thần tiên, thậm chí còn có huyền tiên thần đế, phát ra chúc phúc chi lực quét tán ra, khiến cho thần tộc đại quân cùng thiên ma chiếm được sự duy trì không gì sánh kịp, thân thể không thể phá hủy. Một chiến sĩ thần tộc bình thường nhất, mà ngay cả đạo khí cũng không thể đem nó phá hủy, cái này đạt tới tình trạng gì? Càng có rất nhiều cổ lão thiên ma bay đến xuống, thủ hộ thần tộc. Mỗi một chiến sĩ thần tộc đều có 100.000 thiên ma vờn quanh, ngưng kết thành khải giáp, hoặc là quấn quanh ở trên binh khí, vì bọn họ gia tăng lực lượng. Còn có những thần tộc thần hoàng đã hóa thân trở thành hạch tâm đại trận, liên tiếp cởi lên. Dưới hàng tỷ chiến sĩ thần tộc trung ương, coi như là thiên tiên, cũng không thương tổn được bọn họ. Đây là lực lượng chúc phúc của một số cường giả cổ lão thần tộc trong hư thần giới. Có một số nhân vật cường hoành, vừa xuất hiện tiên giới đã muốn đem hắn tiếp dẫn phi thăng, nhưng mà bọn họ ẩn núp ở trong hư thần giới, ngăn cách lực lượng phi thăng tiên giới, phát ra chúc phúc, vẫn không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nếu như trong thần tộc, cường giả cổ lão, ví dụ như đế thích thiên thần đế loại tồn tại có thể so sánh thiên quân, cũng có thể đi ra. Thiên giới quy tắc đối với bọn hắn đã không đếm xỉa đến, nhưng mà bọn họ đi ra, thiên giới chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó toàn diện khai chiến, người chết ta mất mạng, tổn thất quá lớn, ai cũng không muốn liều mạng như vậy. Phương Hàn tâm thần chập chờn, phát hiện trong hư thần giới những cường đại tồn tại kia, hiểu rằng lần này bằng vào lực lượng một mình thật không cách nào đối kháng.
Cũng may ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới, không biết tiến nhập bao nhiêu cao thủ cổ lão đạo môn. Nếu như có thể liên hợp lại, cao thủ như mây vẫn có thể đủ cùng thần tộc liều mạng đánh cược một lần. Hơn nữa, hắn đang muốn hàng phục rất nhiều đạo môn cao thủ, một lần nữa mở rộng thực lực của mình, đánh chết vài đối thủ như Lý Thiên Vương, đem tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ đều luyện chế thành tiên khí, đồng thời bát bộ phủ đồ cũng luyện chế thành tiên khí. Hiện tại, hầu như là mỗi khi giết một thần tiên thực lực cao cường, lợi dụng huyết nhục, thần tiên pháp tắc của hắn, còn có hài cốt có thể đem một món tam thập tam thiên chí bảo luyện chế thành tiên khí. Nói cách khác, Phương Hàn ít nhất còn phải đánh chết 40 tên thần tiên mới có thể đem bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ đều chuyển hóa, phát sinh thay đổi về chất, giết chết 40 tên thần tiên. Đây là một khái niệm gì? Là trong thế tục, không người nào có thể tưởng tượng ra được. Dùng hài cốt thần tiên tạo dựng lên cái thế pháp bảo, thần tiên tại thiên giới đều là nhân vật có thân phận, không phải nhân vật bình thường, nắm giữ đại quyền một phương, chỉ huy thiên tiên, vô số nô lệ. Ở trong thế tục càng không cần nhiều lời, đã là lực lượng đỉnh phong, nhân tài kiệt xuất trong thiên địa. 40 thần tiên liên hợp lại, hiện tại Phương Hàn cũng có thể bị đánh đến tìm đường chạy loạn, thậm chí thân tử đạo tiêu. Bất quá nếu như là một đánh một cũng chưa chắc đã không có khả năng, nhất là tại cục diện thần tộc tiến đến đại kiếp nạn này dị thường hỗn loạn, ai cũng không biết mình sẽ bỗng chốc bị đánh lén chết. Lần này trong đại kiếp thần tộc, ta nhất định phải đánh chết 40 tên thần tiên, đem tam thập tam thiên chí bảo bát bộ phù đồ luyện hóa trở thành tiên khí. Cho đến lúc này, ta mang theo tiên khí này vụng trộm phi thăng, tại tiên giới cũng sẽ phong vân một cõi. Phương Hàn không cách nào tưởng tượng, sau khi luyện chế thành tiên khí, sẽ tới đạt cảnh giới gì. Hắn vào trước kia, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy, sẽ đem bổn mạng pháp bảo luyện chế thành tiên khí. Hơn nữa hắn hiện tại, có cảnh giới cùng thực lực thiên tiên, trên lý luận, đã có thể luyện chế tiên khí. Vù vù vù, tự do chi dược vỗ, Phương Hàn cùng lung linh tiên tôn liến đến chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Tại tầng không gian này, bổn nguyên chi lực khổng lồ như thủy triều bắt đầu khởi động, hướng ra ngoài vọt mạnh đánh tới, ngăn cản thần kiếp chi thủy đánh sâu vào. Phàm là tu sĩ sinh trưởng ở huyền hoàng đại thế giới, tiến nhập ở chỗ sâu trong đại thế giới, tiếp nhận bổn nguyên chi lực đánh sâu vào, đều như là thần tộc được chư thần chúc phúc vậy, tu vi tăng nhiều. Phương Hàn đúng là tu sĩ sinh trưởng ở tại huyền hoàng đại thế giới, hắn đắm chìm trong bổn nguyên chi lực, thoải mái đến có một loại cảm giác muốn rên rỉ. Càng lợi hại hơn là hắn có thế giới chi thụ, vốn chính là phát triển trong huyền hoàng đại thế giới, hiện tại tiếp nhận bổn nguyên đánh sâu vào, lập tức đã có một loại tư vị huyết nhục tương liên cùng huyền hoàng đại thế giới, tựa như thân thể của hắn chính là huyền hoàng đại thế giới, mà thần tộc ở bên ngoài chuẩn bị phá hư cả đại thế giới, thật giống như là đang phá hư thân thể của hắn, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một loại tâm tình mãnh liệt thủ hộ đại thế giới cổ lão này. Phương Hàn, bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới này là siêu việt kim tiên tồn tại, coi như là cao thủ đã ngoài kim tiên đến luyện chế cũng căn bản luyện hóa không được, tại thời đại thượng cổ ngay cả thiên quân cũng không thể luyện hóa. Đáng tiếc Hồng Mông đạo nhân, thượng cổ tam hoàng, thế giới chi thụ các loại người thủ hộ đều biến mất thì biến mất, vẫn lạc thì vẫn lạc, cũng đã biến thành bộ dáng tàn phá như hiện tại. Lung linh tiên tôn hô hấp một ngụm, chân đạp lên mặt đất. Lúc này đây, thần tộc thế tới hung hãn, huyền hoàng đại thế giới cũng không phục hồi tồn tại uy nghiêm năm đó, chỉ sợ là nguy tại sớm tối. Nhân hoàng bút lo lắng nói, lần này cũng là một cơ hội, nếu như thần tộc thanh tế cả đại thế giới xỏ xuyên qua đạt được tiên giới thông đạo, chúng ta có thể thừa cơ phi thăng tới tiên giới, có thể mang theo các loại bảo bối, cái này cũng là cơ hội duy nhất xích uyên ma tôn đạo. Xác thực, lung linh tiên tôn gật gật đầu, thần tộc như vậy luyện hóa xuống, không được bao lâu thì một số tuyệt thế bảo tàng đều xuất thế, nhất là phiêu miểu chi khổ còn chưa có phát hiện, trong đó cũng có pháp bảo cường đại, thậm chí là có tiên khí so với huyền tẫn chi môn còn cường địa hơn, có thể thu đến tiên giới, tại tiên giới cũng có tiền vốn làm chỗ dựa. Tiên giới tuy quảng đại mênh mông, nhưng cạnh tranh tàn khốc, cũng không phải ta và người đủ khả năng tưởng tượng. Phiêu miểu lệnh, ở trên tay của ta có một khối, có thể bằng vào lệnh bài này, khi phiêu miểu chi khổ xuất thế, vượt lên trước một bước tìm được chỗ tốt thần lớn di bảo bay ra, nàng sau khi tu luyện đạt tới thiên tiên cảnh giới phân bảo nham cũng tế luyện thành công, lực lượng chút xuống, khởi nguyên chi lực áp xúc ở sau lưng biến thành cảnh tượng điểm ngân hà, huyết mạch đa bảo thiên quân. Lung linh tiên tôn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía di bảo, lại còn nói ra một câu như vậy. Lung linh tiên tôn không hổ là đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới, lại có thể liếc qua đã nhìn ra, trên người của ta có huyết mạch đa bảo thiên quân. Di bảo nói, đa bảo thiên quân là thiên quân đệ nhất dưới trướng khởi nguyên tiên vương, nắm giữ truyền thuyết chi trận, là một trong thiên quân xưa nhất, cũng không thể trách ngươi sẽ lĩnh ngộ khởi nguyên thần quyền. Lung linh tiên tôn nói, bất quá đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới hiện tại chỉ sợ là Phương Hàn, cũng chưa hẳn là ta. Hắn một trường đập dẹp thần tiên uy năng, tất cả các cổ lão đạo môn cũng nhìn thấy rõ ràng. Quá khen, lung linh tiên tôn người thâm sâu không lường được, ta không muốn cùng ngươi tranh phong. Hơn nữa cái gì đệ nhất đệ nhị,
đều là hư danh, hiện tại tăng lên thực lực, đạt được tiên giới mới là chính. Đồ Phương Hàn lắc đầu, sau đó lại trầm mặc. Hư ảnh Chu Thiên Nghi trên người đang không ngừng suy tính cái gì đó, tựa như là đang quy hoạch con đường tương lai. Đột nhiên trong lúc đó ánh mắt của hắn lóe lên, tay duỗi ra, một tầng không gian bị xé nứt, một hồ lô cực lớn từ trong đó nhảy ra. Chư vị, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đã đến gặp Phương Hàn, lại còn không đến ôn chuyện. Di bảo vừa vặn tấn thăng đạt đến thiên tiên cảnh giới, có thể ở trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mở đạo trường. Cái hồ lô kia đúng là trùng sinh tiên hồ, từ trong hồ lô bay ra tổ thanh đình, còn có rất nhiều thiên tiên đạo chủ, nhất là Đông Lang đạo chủ. Bỗng chốc nhìn thấy Di Bảo tu thành thiên tiên, lập tức mừng rỡ. Di Bảo, ngươi rốt cuộc một bước lên trời, hóa phàm thành tiên, từ nay về sau tu luyện một đường bằng phẳng. Sư phụ, lần này lại kiếp nạn, không phải chuyện đùa, rất nhiều môn phái cổ lão tranh chấp, bên ngoài thần tộc hàng lâm, luyện hóa cả đại thế giới, các loại bảo tàng sau này đều xuất thế. Ở loại cục diện này, thiên tiên nếu không may cũng vẫn triệt để vẫn lạc. Người cứ đi theo chúng ta, hiện tại thực lực Phương Hàn trong nháy mắt đánh chết thần tiên, có thể đủ để thủ hộ an toàn. Di Bảo nói, ý tứ của Di Bảo là ý tứ của ta. Phương Hàn ngạo nghễ nói, ta cùng Lung Linh Tiên Tôn liên hợp, coi như là huyền tiên trong truyền thuyết hàng lâm, cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Tạo hóa môn ta lần này cần chỉnh hợp tất cả đạo môn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vừa rồi Huyễn Anh Pháp Vương âm thầm nói xấu ta, bị ta đánh chết, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta. Tổ Thanh Đình trưởng giáo, ngươi nếu cùng ta liên hợp, tất nhiên cũng tìm được chỗ tốt cực lớn. Cái này Tổ Thanh Đình trên mặt hiện ra khỏi một tia khó xử. Phương Hàn đạo hữu, ngươi thần thông vô địch, ta đã sớm kiến thức, giết hại thiên tiên nhu tàn sát chó. Bất quá Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, hiện ta vâng chịu tiên giới phủ chiếu, phải đi không gian chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới, ở cùng các vị đạo môn cổ lão cùng một chỗ thương lượng chuyện liên minh, không bằng Phương Hàn đạo hữu cũng cùng theo chúng ta, chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể chống lại thần tộc, tất cả cổ lão đại môn phái, tại ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới tiến hành kết minh, cùng đối kháng thần tộc, như thế cũng không tệ lắm, xác thực là đường ra hiện nay. Nếu không, các đại môn phái chiến lược tuy cường hoành, nhưng chia rẽ, bị tiêu diệt từng bộ phận, chết càng nhiều. Lung Linh Tiên Tôn nở nụ cười, tốt, kết minh tốt. Phương Hàn trên mặt hiện ra cười lạnh, ta có thế giới chi thụ, nắm giữ tạo hóa, là người mà bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cũng thừa nhận, minh chủ này đương nhiên do ta tới làm. Cái gì thiên giới sứ giả, cái gì thiên vương đại thế giới, trung ương đại thế giới, đều phải lấy ta đứng đầu, kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Không sai, kết minh, tất nhiên dùng chúng ta là chính, nếu có một số chọn đối đầu, Phương Hàn ngươi đem bọn họ bắt ra toàn bộ luyện hóa giết chết, dù sao tiên đạo pháp tắc trong bát bộ phù đồ càng nhiều càng tốt. Di Bảo sắc mặt không thay đổi, phân bảo nham của ta, mặc dù là viễn cổ tiên khí, nhưng hiện tại đã rơi xuống đến tình trạng tuyệt phẩm đạo khí, chính cần lượng lớn thiên tiên huyết tế, đem tiên đạo pháp tắc của bọn họ đánh vào trong đó, một lần nữa biến hóa trở lại. Thiên giới sứ giả, Lý Thiên Vương, hai người kia đều là tu vi thần tiên, ta đem bọn họ luyện hóa, đem bát bộ phù đồ trong mộ cổ, thần trung để thăng làm tiên khí trước, cùng tam thập tam thiên chí bảo cầu một sự cân bằng. Phương Hàn đem quyền nắm chặt, đi, Tổ Thanh Đình đạo hữu, đưa tạo hóa môn bọn ta đi tham gia kết minh đại điển, ta nhìn xem kết minh đại điển rốt cuộc là ai đang chủ trì. Tổ Thanh Đình liếc nhìn Phương Hàn, vung tay lên, trùng sinh tiên hồ thu vào trong cơ thể, xuất lĩnh các vị đạo chủ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ rầm rầm rộ rộ, hướng về không gian sâu trong huyền hoàng đại thế giới mà xuất phát. Chỉ chốc lát sau, đã đi tới một minh thổ vô tận. Cái minh thổ này hiện tại đột nhiên xảy ra biến hóa, cả minh thổ không còn là một màu đen kịt, mà là một loại đỏ tươi như máu, tựa như là minh thổ chi thần bắt đầu thức tỉnh, tràn sinh cơ cùng sức sống. Minh thổ vốn là nơi an bình nhất, tĩnh lặng nhất, nhưng mà hôm nay lại vô cùng náo nhiệt, từng nhân vật cường hoành xuất hiện ở trong đó, từng môn phái cường đại ở trong đó xây dựng cơ sở tạm thời, mà cửu u chi địa trên mặt minh thổ, rất nhiều quỷ thần anh linh cũng đều bị bắt lấy, thậm chí là quỷ thần cường đại ngang thiên tiên một cũng bị người phong ấn, luyện chế thành pháp bảo. Huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên chi lực càng thêm kịch liệt, hướng ra phía ngoài toát ra, đây là bất luận thần tiên, huyền tiên gì, thậm chí kim tiên trong truyền thuyết cũng không thể đủ bằng được. Trong thần tộc, hư thần giới rất nhiều cổ lão thần đế đều thi triển ra chư thần chúc phúc, khiến cho mỗi một thần tộc đều cuồng bạo, nhưng lại không có di chứng cuồng bạo, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Đúng vậy, thiên chỉ và chúng ta lần này tiến đến, không biết có thể tìm kiếm được bảo bối Hồng Vân Tiên Tôn còn sót lại của Hồng Vân đạo phủ trong truyền thuyết hay không. Thất phù, tam khố, nhất bí tàng, bảo bối khác chúng ta không có cơ duyên, nhưng mà cái Hồng Vân Tiên phủ này là vật trong tay thiên chỉ phái chúng ta. Sư tỷ, lần này tiên giới hàng lâm hạ phù chiếu để cho chúng ta chống cự thần tộc đại kiếp nạn, hiện tại muốn kết minh, ngươi nói minh chủ sẽ là ai, tại sao chọn lựa minh chủ lại là vấn đề lớn. Xác thực, tam thiên đại thế giới
vô số cao thủ thế lực đều đến đây, trong vô số cổ lão đạo môn, một ít nhân vật không xuất thế cũng đã tiến đến. Cá rồng hỗn tạp, muốn tìm một người lãnh tụ quần hùng thật sự là khó khăn vô cùng. Một đám nữ tử trong Minh Thổ xẹt qua, mang theo dao động giống như thời không triều dịch. Những cô gái này mỗi người pháp lực cao cường, có tiên nhân cường hoành, cũng có hư tiên, chân tiên, như tiên nữ trên trời hạ phàm. Mỗi người đều kinh thái tuyệt diễm, mỹ lệ tuyệt luân, cũng là một thượng cổ đại phái, người của Thiên Chỉ phái. Phương Hàn cùng Cẩm Tú Phủ đã có làm ăn, Cẩm Tú Phủ đại tiểu thư chính là nữ đệ tử Thiên Chỉ phái. Ở chỗ sâu trong Minh Thổ vô tận, từng đại môn phái, thế lực lớn một tiến đến, chào hỏi lẫn nhau, sau đó đều tự tế ra pháp bảo, bày ra đại trận, ngồi ngay ngắn ở trong trận, tựa như là đang chờ đợi rất nhiều đại môn phái tụ hợp. Phương Hàn lúc này cùng rất nhiều nữ tử Thiên Chỉ phái gặp mặt. Phương Hàn khi bay tới, không có chút nào khí tức khói lửa, cả người mặc trường bào, mang theo chư thiên vinh quang, lại đem hào quang nội liễm, không phải cao thủ, khó có thể nhìn ra được. Mà bên cạnh hắn, Lung Linh Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Di Bảo cũng đều đi đến, cũng không có khí thế gì, bất quá nhàn nhã dạo chơi, tất nhiên có một cỗ phong độ tiêu dao. Mà so sánh ra, đám người Tổ Thanh Đình có một ít khí thế không bằng, bởi vì cả Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, hơn 10 thiên tiên, Pháp Vương, Phó Môn Chủ, Phương Hàn một tay có thể toàn bộ gạt bỏ. Nhưng mà Thiên Chỉ phái rất nhiều đại nhân vật cũng biết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, một cô gái cầm đầu lập tức chào hỏi, Tổ Thanh Đình đạo hữu, không thể tưởng được Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng tới nơi thị phi huyền hoàng đại thế giới này, hiện tại các đại môn phái muốn tiến hành liên minh, thế nào, những đạo hữu này bên cạnh ngươi đều là khách khanh tán tu mời đến sao? Cô gái cầm đầu này mặc một bộ áo choàng màu đỏ, 10 phần ung dung, nhất là trên cổ tay, một chuỗi vòng tay là do 108 hạt châu tạo thành. Những hạt châu này, mỗi một hạt đều tản mát ra tinh lực mênh mông, nhìn kỹ lại có thể đều là do hàng tinh thái dương luyện hóa mà thành. Nói cách khác, chuỗi hạt châu này trọn vẹn luyện hóa 108 hàng tinh thái dương, đường cong nối các hạt châu lại là một hư không trường hà luyện chế mà thành, dùng hư không trường hà làm dây, dùng hàng tinh thái dương làm châu, luyện chế thành một chuỗi vòng tay. Cô gái này có bao nhiêu quyết đoán cùng pháp lực, thì ra là trưởng môn Tấn Tú Nhân Tổ Thanh Đình trông thấy cô gái này, vội vàng chắp tay hoàn lễ. Thiên Chỉ phái cũng là thượng cổ đạo môn, không chút nào thua kém thế lực Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Tại cổ đại xa xôi, trưởng giáo Thiên Chỉ phái gọi là Thiên Chỉ Thánh Mẫu, nhưng mà 10 vạn năm gần đây, Thiên Chỉ Thánh Mẫu tu luyện đại đạo, đóng cửa không ra, để cho đệ tử mạnh nhất dưới trướng, Tấn Tú Nhân chấp trưởng đại vị trưởng giáo. Những đạo hữu này đều là khách khanh tán tu cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên kết minh. Tấn Tú Nhân một lần nữa hỏi, không dám không dám, Tổ Thanh Đình sợ hãi hét lên một cái, vị này chính là huyền hoàng đại thế giới, môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có tư cách mời hắn làm khách khanh trưởng lão sao? Chỉ là phụ trợ hắn lần này trong liên minh, cướp lấy vị trí minh chủ. Cái gì? Môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn, Thiên Chỉ phái rất nhiều nữ tử, thiên tiên vô cùng, thậm chí còn có cao thủ thâm sâu không lường được đều khiếp sợ, muốn đoạt lấy minh chủ vị. Điều này sao có thể? Lần này thần tộc đại kiếp nạn, có bao nhiêu đạo môn chiếm được tiên giới phủ chiếu chạy đến, cao thủ không biết bao nhiêu, lại có thể cuồng vọng như vậy. Thiên Tỷ phái rất nhiều cô gái đã tới chậm, không có nhìn thấy Phương Hàn đại chiến thần tộc, đánh chết thiên hoang thần đế tuyệt thế oai hùng. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem tiếp các phần sau nha.